là hiện tại bây giờ là dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo tại khu vực trung tâm Sài Gòn. Dạ thì bây giờ thì mình sẽ xuất phát từ đường Trương Định, sau đấy thì mình sẽ qua phố Tây Bùi Viện nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Đây, hiện tại bây giờ là 8:30 tối và mình sẽ đi từ đường Trương Định, sau đấy mình về đường Lê Thánh Tôn và qua phố Tây Bùi Viện trong buổi tối ngày hôm nay. À vâng, thì quý cô chú anh chị mình thấy đây, buổi tối thì Sài Gòn đèn đèn rất là đẹp và lung linh. Nhất là bên này có cái tiệm sushi quý cô chú anh chị mình, bên này rất là đẹp luôn. Ở ngay góc Trương Định giao nhau với đường Lý Tự Trọng, đường Gia Long ngày trước. Dạ vâng, thì mình đứng chờ đèn đỏ một chút xíu, sau đấy mình sẽ qua đường nhé. Dạ vâng, thì thời tiết ngày hôm nay có vẻ là cũng hơi nóng nực một chút, không có gió như mọi hôm đi thì thời tiết nó mưa xong cho gió nó mát mát dễ chịu. Ngày hôm nay thì không có một chút gió nào, khá là nóng nực. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào đường Lê Thánh Tôn, sau đấy thì ra một số con đường tại khu vực trung tâm để quay về cuộc sống Sài Gòn về đêm gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình. Dạ vâng, hiện tại thì mình đang có mặt tại ngã tư ở giữa đường Lê Thánh Tôn giao nhau với đường Trương Định nha quý cô chú anh chị mình. Bây giờ thì em hãy sẽ đi qua một chút tại khu vực chợ Bến Thành. Đấy, sau đấy thì mình đã về đường Nguyễn An Ninh. À, quý cô chú anh chị mình thấy này, đêm ở Sài Gòn rất là nhộn nhịp, rất là náo động, sắc màu lung linh. Ở dọc khu vực này thì có một số cái tiệm spa này, massage này, khách sạn ở khu vực này. Dạ vâng, thì giờ này thì chợ Bến Thành thì vẫn chưa đóng cửa đâu ạ. Thì tầm khoảng 15-20 phút này thì khoảng gần 9 giờ thì chợ Bến Thành mới đóng cửa chính và có để lại cửa Bắc để cho mọi người có thể mua sắm. Dọc khu vực này thì cứ có chú anh chị mình thấy này, rất là nhiều quán ăn. Quán ăn ở spa này, khách sạn dọc khu vực quanh chợ Bến Thành. Thank you.
Dạ vâng, thì em hãy thấy mọi người khoảng một tuần quay trở lại đây thì thấy lượng du khách nước ngoài đổ về khu vực trung tâm Sài Gòn rất là đông nha, và cũng như là khá náo nhiệt trong những ngày cuối năm như thế này. Thì hứa hẹn từ giờ tới Tết thì lượng khách sẽ tới với Sài Gòn đông hơn. Thì năm nào cũng vậy, em hãy thấy là cái dịp cuối năm thì lượng khách đổ về nhiều lắm. Ra đường ăn uống mua sắm vui chơi. Hôm nay thứ năm rồi, ngày mai là cuối tuần rồi. Ngày mai thì các nhà hàng quán nhậu nhộn nhịp du khách. Và hiện tại thì mình đã vào với đường Phan Chu Trinh, em sẽ dạo một chút đường Phan Chu Trinh, sau đấy thì mình sẽ qua đường Nguyễn An Ninh vào đường Phạm Hồng Thái. Giờ này thì ai có hạng gọi để thì đóng cửa hết khu vực Đà Ninh, mà sẽ quay từ căn nhà cùng xem luôn. Hôm nay thì cũng vẻ là cũng náo nhiệt đấy. Đây, cô chú anh chị mình thấy này, khu ăn uống rất là đông luôn. Đấy, mọi người tập trung ăn uống. Vâng, thì hy vọng thì những ngày cuối năm như thế này thì lượng khách cũng về khu vực đường Nguyễn An Ninh này sẽ đông hơn và náo nhiệt hơn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào đường Phạm Thái. Trước khi vào đường Phạm Thái thì ngay đầu đường mình sẽ có một cái tiệm cà phê. Các bạn thấy là cũng rất là đông khách, là cà phê trứng. Ngay khu vực ngã tư giữa đường Trường Định giao nhau với đường Lê Lợi. Ở đây có quán bar, cô chú anh chị mình ở đây có vẻ là người ta đang sửa. Cô chú anh chị mình thấy là bên đường rất là đông. Đang thi công, rất là thi công tuyến metro này, quý cô chú anh chị mình này. Đấy, ở đây đang rào tôn rồi. Mọi hôm ở góc này cũng khá là sôi động và náo nhiệt đấy, nhưng mà hôm nay quay mất cái hàng này không muốn bán được rồi đấy.
cứ chú anh chị mình thấy là hàng quán này, tối hôm nay mới tối thứ năm thôi mà thấy hàng quán nào cũng rất đông và nhộn nhịp ăn chơi cuối ngày hay cuối tuần. À, dạ vâng, hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực ngã 6 Phù Đồng. Mình sẽ đi vào đường Nguyễn Thái Học, sau đấy thì về đường Trần Hưng Đạo và vào phố Tây Bùi Viện ạ. À, dạ vâng, thì hôm nay em Hải nó hơi mệt mệt trong người á nên em Hải cũng không nói chuyện nhiều được, gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình thì rất mong quý cô chú anh chị mình xem những cái hình ảnh nhá. Lúc chiều mình đi quay cũng khá là nhiều rồi, cũng mệt nên giờ này cũng đã bị khàn giọng rồi á nên cũng không nói được nhiều nữa.
Thank you.
trải nghiệm mình. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
한번 파대.